điều tra công ty thủy sản có gần 700 công nhân mắc COVID-19, trước khi bùng phát ổ dịch gần 700 ca nhiễm xa, cô hai tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản tấn khởi, liên tiếp nhiều tháng, công ty này không thực hiện test COVID-19 cho người lao động, ngày 6 tháng 11, theo nguồn tin riêng của báo người lao động, công an thị xã Giá Trai, tỉnh Bạc Liêu, đã vào cuộc xác minh về vụ việc liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản tấn khởi công ty Tấn Khởi, địa chỉ tại quốc. Lộ 1, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Trai, trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 19 tháng 10. Công nhân của công ty Tấn Khởi là Tết Mờ Tờ, sinh năm 2005, ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Trai, chở mẹ đến trung tâm y tế thị xã Giá Trai để khám bệnh. Tại đây, kết quả test nhanh COVID-19 cho thấy Tết Mờ Tờ dương tính với SARS-CoV-2, theo báo cáo của công an thị xã Giá Trai. Trong 14 ngày trước khi phát hiện mắc COVID-19, hàng ngày T đi lột tôn tại công ty tấn khởi từ 5 giờ đến 16 giờ. Trong ngày 15 tháng 10, T đi đám cưới tại nhà bà Tết Quờ ở ấp 16A, xã Phong Tân. Công nhân này chưa tiêm ngừa COVID-19, cũng không được test COVID-19 trong 14 ngày làm việc tại công ty đến khi phát hiện mắc COVID-19. Qua truy vết Tết nhanh các trường hợp F1 liên quan nữ công nhân này ngay trong đêm ngày 19 tháng 10, ngành y tế ghi nhận thêm hàng chục công nhân công ty tấn khởi dương tính với sa Cột 2 Kể từ đó đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận gần 700 trường hợp dương tính với sa Cột 2 tại công ty này, chiếm khoảng 80% số công nhân của công ty. Ngoài ra, ngành y tế còn ghi nhận hơn 500 ca dương tính với sa Cột 2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Châu Bá Thảo, có trụ sở tại phường Láng Tròn thị xã Giá Trai xác định nguồn lây từ công ty tấn khởi không chỉ hai công ty trên tại thị xã Giá Trai và huyện Đông Hải trong những ngày qua cũng có một số công ty chế biến xuất khẩu thủy sản có nhiều công nhân bị lây nhiễm covid-19 theo quy định của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh bạc liêu thời điểm đó thì tất cả người lao động trong các công ty thủy sản trên địa bàn phải được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine mới đủ điều kiện làm việc bắt buộc các đơn vị sử dụng lao động phải test covid 19 theo định kỳ 7 ngày một lần cho người lao động, tuy nhiên, theo xác nhận của bác sĩ Huỳnh Văn Dũng, giám đốc trung tâm y tế thị xã Giá Trai, trước khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên của công ty Tấn Khởi. Đơn vị này đã không test định kỳ cho người lao động trong nhiều tuần liên tiếp. Hầu hết các công ty thủy sản có ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn chỉ thực hiện test cho người lao động được 3 lần. Lần đầu trung tâm y tế test miễn phí, lần thứ hai và 3 doanh nghiệp chịu phí. Sau đó thì doanh nghiệp không thực hiện test nữa. Thời gian không test Covid-19 cho công nhân tại các doanh nghiệp này là khá lâu, khoảng 3-4 tuần, bác sĩ Dũng cho biết, dư luận tại Bạc Liêu rất bức xúc và thắc mắc vì sao các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn thị xã Giá Rai không thực hiện test Covid-19 cho người lao động trong thời gian dài vẫn được hoạt động bình thường, dẫn đến bùng phát các ổ dịch lớn. Trong khi đó, người dân không chấp hành test Covid-19 cộng đồng thì bị phạt tiền thậm chí là bị răng đe cưỡng chế, chúng tôi liên hệ với ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Trai, để làm rõ vấn đề dư luận bức xúc. Ông Thắng nói, vụ việc công an đang điều tra nên tôi không phát biểu được.